Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Đó là lời Chúa. Bạn có biết có bao nhiêu người ở trên thế giới này tin rằng chết không phải là hết, nhưng còn có sự sống đời sau không? Chẳng ai biết chính xác cả. Nhưng tôi thì tôi tính thế này: cứ lấy tổng số 7.7 tỷ người, trừ đi 500 triệu người vô thần, thì còn khoảng trên dưới 7 tỷ 200 triệu người tin vào Thượng Đế. Mà cứ sự thường mà nói, hễ ai tin vào Thượng Đế thì người đó tin có đời sau. Như vậy tôi có thể đoán chừng số người tin vào sự sống đời sau nằm ở khoảng chừng 5 đến 7 tỷ người. Nhưng nếu hỏi có bao nhiêu người trong số 5 đến 7 tỷ người đó có sự chuẩn bị cho đời sau của họ, thì tôi e rằng con số đó sẽ không nhiều cho lắm. Tin rằng có đời sau, có sự sống vĩnh hằng sau khi mình từ giã cõi đời này, mà mình lại không chuẩn bị gì cho đời sống đó thì không khôn ngoan chút nào cả, nếu không muốn nói là dại dột. Bạn thấy tôi nói có đúng không? Còn bạn thì sao? Bạn đã chuẩn bị gì cho đời sau của bạn chưa? Nếu câu trả lời của bạn là yes, thì Deo gracias, thank God, cảm ơn Chúa. Còn nếu bạn nói là no, chưa chuẩn bị gì cả, thì tôi xin bạn hãy suy nghĩ lại và hãy lo chuẩn bị cho đời sau của bạn ngay hôm nay là vừa. Cần phải chuẩn bị gì cho đời sau? Mỗi người có cái cách chuẩn bị riêng cho mình. Riêng cá nhân tôi đó, thì tôi đang chuẩn bị cho đời sống mai hậu của tôi cũng là ná giống như khi mà tôi chuẩn bị đi định cư ở Mỹ hồi 30 mấy năm về trước vậy. Hồi còn ở Việt Nam trước khi đi định cư ở Hoa Kỳ, bạn biết tôi đã chuẩn bị gì không? Tôi chuẩn bị 3 cái công việc này. Thứ nhất là học ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính ở bên Mỹ. Tôi phải biết đọc, biết viết và biết nghe để hiểu tiếng Anh, để qua bên này mình có thể đối thoại được. Cái học thứ hai là học văn hóa. Phải học để mà có thể thích ứng với cái nền văn hóa mới. Ví dụ như là ở bên Mỹ này không được quét nhà hắt ra ngoài đường như bên Việt Nam. Xếp hàng không được chen lấn, cũng không được cắt ngang. Và nhất là thường xuyên phải nói những câu như là xin lỗi, làm ơn, cảm ơn, xin vui lòng. Và cái việc thứ ba đó là chuyển ngân. Ở Mỹ chỉ xài tiền đô la thôi, còn tiền đồng mà có hình của ông Hồ ở trên đó thì đem qua Mỹ thì chỉ có vứt thùng rác. Nó chỉ là những tờ giấy vụn không hơn không kém. Vì thế cho nên phải lo chuyển tiền qua Mỹ trước. Không nhiều đâu, nhưng mà có ít để mà xài. Thì việc đi định cư ở Thiên Quốc được chu đáo,
Này, tôi cũng đã và đang làm ba công việc này mà cố gắng mỗi ngày thưa bạn. Thứ nhất là học ngôn ngữ. Bởi vì tôi biết rằng cư dân ở trên thiên quốc không nói tiếng Anh, không nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha, nhưng họ nói tiếng yêu. Yêu chính là ngôn ngữ chính thức được sử dụng trên thiên quốc. Nó là official language. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là vua, cư ngụ cùng với họ. Sách Khải Huyền nói rất rõ. Cái thứ hai mà tôi cần phải làm đó là học văn hóa. Bạn biết đó, ở trên thiên quốc, tất cả cư dân họ đối xử với nhau lịch sự lắm, chân thành và nhã nhặn lắm. Vì ở đó, sách Khải Huyền chương 21 câu 8 nói rằng không có những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và ăn gian nói dối. Cho nên ngay từ bây giờ, tôi phải tập sống, tập giống như là Thánh Phaolô Tông Đồ nói trong thư gửi tín hữu Galat, là phải tập bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Điều thứ ba là cần phải chuyển ngân. Ở trên thiên quốc đó, chỉ dùng có mỗi một loại tiền, có cái tên là tiền cho đi, chứ không dùng cái tiền tích lũy. Vì thế cho nên ngay từ bây giờ tôi phải lo chuyển tất cả những tiền tích lũy ở đời này, đổi nó ra thành tiền cho đi để chuyển ngân lên thiên quốc. Cái cách chuyển ngân lên thiên quốc rất là đơn giản và an toàn. Bạn cứ mở phúc âm của Thánh Luca ra thì sẽ thấy ngay Chúa Giêsu dạy cái cách chuyển ngân như thế này. Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng và mối mọt không đục phá được. Đấy, chuyển ngân bằng cách đó đó bạn. Tôi tin chắc rằng nếu mỗi ngày bạn và tôi siêng năng chăm chú học ngôn ngữ yêu, trau dồi cái nền văn hóa của thiên quốc, qua việc sống bác ái, sống hoan lạc, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, hiền hòa, tiết độ, và lo chuyển ngân càng nhiều càng tốt, thì khi định cư ở trên thiên quốc, bạn và tôi sẽ cảm thấy thoải mái, dễ dàng và thuận lợi. Còn nếu như không lo chuẩn bị ngay từ hôm nay thì không ổn đâu thưa bạn. Lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Lo chuẩn bị ngay từ hôm nay đi là vừa. Đừng chần chờ, cũng đừng trì hoãn nữa nhé. Chúng mình cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban cho bạn và cho tôi cùng những người thân yêu của chúng mình ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh, để chúng mình lo chuẩn bị một cách thật chu đáo cho đời sống mai hậu ở trên thiên quốc. Have a blessed weekend and God bless.